Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo là liên quan đến vấn đề Cộng sản Hoa Kỳ. Tại sao chúng ta lại phải bàn vấn đề Cộng sản Hoa Kỳ hôm nay, kính thưa quý vị? Hoa Kỳ là một quốc gia tư bản, mọi người đều thấy. Và trong cái chính sách tư bản của Hoa Kỳ đã thành công, làm cho Hoa Kỳ trở thành một quốc gia giàu nhất, mạnh nhất và nhân đạo nhất trên thế giới. Trên thế giới này không có một quốc gia nào mà người ta mong mỏi được sống ở Hoa Kỳ như là người ta đến Mỹ. Cộng sản thì không đáng kể, vì tất cả những quốc gia cộng sản nếu mà thành công thì đã không xảy ra cái vụ Liên Xô ở cuối thế kỷ 20 vào khoảng năm 1991, quý vị thấy không? Nếu Cộng sản là một quốc gia, là một cái lý tưởng cho nhân loại, thì đã không xảy ra cái vụ Ba Lan nảy sinh ra một ông Walesa. Walesa là một ông thợ điện thôi, quý vị còn nhớ. Ông ta là một người thợ điện ở xưởng đóng tàu của Ba Lan, Poland. Rồi thành lập một cái nghiệp đoàn Solidarité, tức là một cái loại nghiệp đoàn liên kết, tổng công đoàn liên kết của Ba Lan, dưới sự cố vấn của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, mà ngày đó ngài còn là vị hồng y của miền Nam Varsovie. Và sau khi ngài đã trở thành Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, thì Walesa đã trở thành một vị đệ tử trung thành, và nghiệp đoàn liên kết tổng công đoàn của Ba Lan đã được Đức Thánh Cha bảo trợ và chống lại Cộng sản. Mà có một cái điều nói hay nhất ở cái chỗ này: Đức Giáo Hoàng đâu có vũ khí đâu, quý vị thấy không? Đức Giáo Hoàng không có hỏa tiễn, không có nguyên tử. Vậy mà chỉ một lời nói của ngài, khi ngài đã là Đức Giáo Hoàng của Hội Thánh La Mã, Liên Xô lúc bây giờ còn Liên Xô, Cộng sản Liên Xô dọa đem xe tăng thiết giáp qua chiếm Ba Lan, như là đã từng xảy ra vào những cái thập niên 50, 57, 58 trước kia. Đức Giáo Hoàng chỉ nói một câu, thời đó là Tổng Bí thư Brezhnev, Chernenko Brezhnev, rồi đến Gorbachev. Đức Giáo Hoàng bảo rằng nếu các ông đem xe tăng thiết giáp vào Ba Lan, Varsovie, thì tôi là một giáo hoàng nhưng cũng là một công dân của Ba Lan, là người đầu tiên sẽ về phi trường để đón tiếp quý vị. Chỉ một câu nói của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, Liên Xô đã rụt lùi, không dám tiến đến nữa. Và mặt trận Tổng Công đoàn Liên kết của Ba Lan do ông Walesa làm chủ tịch tiến nhanh, tiến mạnh, lật đổ Cộng sản của Ba Lan. Từ đó lan dần qua Đông Âu rồi đến Gorbachev, với một câu nói của Tổng thống Ronald Reagan. Khi ông đến bức tường Berlin, ông đọc bài diễn văn và tuyên bố rằng: Mr. Gorbachev, tear down this wall. Ông Gorbachev ơi, hãy dập đổ, lật đổ cái bức tường này, giật sập cái bức tường này. Và sự kiện đã xảy ra, Liên bang Xô Viết đã bị sụp đổ, tan tành thành mây khói. Cộng sản, cái nôi của Cộng sản quốc tế, đã trở thành một bóng ma, không tốn một viên đạn của đế quốc Hoa Kỳ. Quý vị phải tin vào sự mầu nhiệm. Cũng như Cộng sản ở Việt Nam, cũng như Cộng sản Tàu, quý vị bảo chờ thấy bây giờ bao giờ, giáo sư ơi, bao giờ có thể hết Cộng sản cho đất nước mình đỡ khổ? Bao giờ hết Cộng sản ở bên Tàu, bao cho người Tàu bỡ đỡ khổ? Dạ thưa quý vị, đấy cũng là một câu nói rất đơn giản thôi. Chúng ta phải thật thà mà nói, người da vàng tội lỗi hơn người da trắng. Tại sao vậy? Bằng chứng đến giờ này, bốn cái quốc gia đau khổ trên thế giới, chỉ còn ba quốc gia là da vàng.
Quý vị thấy không? Việt Nam với 90 triệu dân vẫn là cộng sản. Nam Hàn, Bắc Hàn cũng vẫn là cộng sản. Ở Bắc Hàn, Nam Hàn thì quá sung sướng. Nếu như Việt Nam còn Nam Việt Nam, còn Tổng thống Ngô Đình Diệm, giờ này Việt Nam đã là bá chủ Á Châu rồi. Tôi nói một không sợ dè, không sợ măng tím măng tay. Nói theo tiếng Anh là I can say without reservation. Tôi nói một cách thẳng thắn mà không ngần ngại. Mở gọc đơn tí đi cho vui. Ngày đó quý vị nhớ, Thái Lan còn thua Việt Nam thời Tổng thống Ngô Đình Diệm. Lào còn thua Việt Nam, Thủ tướng Lào là ông Bunum, còn đem một con voi trắng gọi là Bạch Tượng qua để biếu Tổng thống Ngô Đình Diệm. Còn Campuchia thì không đáng kể. Fullerton, Mã Lai thua Việt Nam hết. Ngay cả Đài Loan lúc bây giờ, Tổng thống Tưởng Giới Thạch còn nói một câu rằng Tổng thống Ngô Đình Diệm là một vĩ nhân của Á Châu. Ông Thủ tướng của Thái Lan lúc bây giờ là ông Thanorn Kittikachorn tuyên bố một câu rằng Tổng thống Ngô Đình Diệm là vĩ nhân của thế kỷ. Tổng thống của Nam Hàn lúc bây giờ là ông Lý Thừa Vãn đều ca tụng không tiếc lời. Thủ tướng của nước Mã Lai, vì Mã Lai là một nước quân chủ, ông Tông Cu Abdul Rahman cũng tuyên bố ở Hội nghị Á Châu rằng chúng ta có một vị lãnh đạo của Á Châu tự do, Tổng thống Ngô Đình Diệm, làm gương cho mọi người. Và ông Lý Quang Diệu nói rằng tôi ước gì Tân Gia Ba của tôi được một phần của miền Nam Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Quý vị thấy chưa? Còn Hoa Kỳ thì quá sức tuyệt vời. Có lẽ tôi đi hơi dài tí để quý vị thấy những cái gì chúng ta nói đều có lịch sử. Tổng thống Ngô Đình Diệm năm 1957 một chuyến công du Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Mỹ Eisenhower. Khi ngài đến phi trường của Mỹ thì chính Tổng thống Eisenhower và Phó Tổng thống Richard Nixon phải đi ra tận cửa phi cơ để đón chào Tổng thống Ngô Đình Diệm. Và ông nói một câu rằng nhân danh chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ, tôi xin chào mừng người hùng của thế giới đã đến thăm nước Mỹ. Rồi quý vị thấy hai vị tổng thống ngồi trên xe mui trần đi trước sự hoan hô của đồng bào hai bên đường, lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ được làm thành cổng chào để đón tiếp. Nói tóm lại, chúng ta thấy rằng là Hoa Kỳ là một quốc gia tư bản, cũng như miền Nam Việt Nam là một quốc gia tư bản. Nhưng dân Việt Nam nhiều tội quá, gọi nhà Phật gọi là nghiệp chướng nặng quá. Cho nên người hùng như Ngô Đình Diệm thì đem đi giết. Người tội lỗi khác thì lại đem vào chùa thờ với Đức Phật Thích Ca. Tôi không cần nói tên, quý vị biết, bảo tôi rằng là ghét cộng sản. Hoa Kỳ bây giờ làm sao? Có một câu chuyện liên quan đến vấn đề cộng sản. Đó là cô Cortez, Alexandria Cortez, là một người Mỹ gốc Mễ. Cortez là tên Mễ. Vừa ra thắng cử ở đơn vị của New York, thắng một cái ông gọi là Colin. Ông ta là 10 nhiệm kỳ làm dân biểu, tức là 20 năm làm dân biểu. Ông ta đang được đề cử thay thế bà Nancy Pelosi trong nhiệm kỳ tới. Cô này là một người tuyên bố Democrat Socialist, tôi là một người dân chủ xã hội. Và cô ta được George Soros, là một cái tên cáo già, dư tiền cơm no rừng mỡ, là một tỷ phú có khoảng 32 tỷ bỏ ra hàng chục triệu đô la ủng hộ cho Cortez ra tranh cử dân biểu. Năm nay cô ta mới 28 tuổi. Và cô ta tới một cái thành phố, cái vùng Queen ở New York. New York có cái vùng gọi là Manhattan và vùng Queen. Queen là một cái nơi gọi là dân nghèo nhiều hơn, nó giống như khu Bronx. Cô ta đến gặp trẻ con họp nhau ở trong công viên với một anh chàng Pat Williams, là một người chuyên coi về thiếu nhi của da đen. Cô ta nói rằng các em, tôi đến đây để cho các em biết rằng tôi đã tranh cử dân biểu, và đến lúc tôi vào được quốc hội thì chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu chống lại Donald Trump cho đến lúc anh ta ra khỏi tòa Bạch Cung.
Và các em về nhà hãy nói với cha mẹ, nhất là nói với các bà mẹ, hãy đi biểu, đi bỏ phiếu, hãy đi ra ghi danh bỏ phiếu và nhớ bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ, cho tôi, để chúng ta có thể lật đổ được Donald Trump. Quý vị thấy không? Đây là một cái đường lối của Cộng sản, bắt đầu đi vào tình báo nhân dân và đặc biệt là tình báo thiếu nhi, áp dụng chính sách của Cộng sản rỉ tai. Là một cái hành động mà các ông bà dân biểu trong Quốc hội nói rằng không thể chấp nhận được ở Hoa Kỳ. Đây là một cái lối làm việc theo đường lối Cộng sản mà Đảng Dân Chủ áp dụng để có thể hy vọng được chiến thắng thêm một ghế ở trong cái mùa bầu cử midterm, tức là giữa nhiệm kỳ của Tổng thống 2018 vào ngày 6 tháng 11 tới đây. Và quý vị càng thấy rằng Cộng sản bây giờ đang len lỏi, đang cố gắng để có thể thuyết phục được dân chúng Hoa Kỳ, biến Hoa Kỳ thành một quốc gia xã hội chủ nghĩa theo đường lối Cộng sản. Và đó là một cái giấc gọi là mộng du, daydreamer. Vì Hoa Kỳ muôn đời với sự che chở của Thượng Đế. Kính thưa quý vị, đến đây chúng ta xin tạm dừng câu chuyện ngày thứ bảy. Xin hẹn quý vị vào ngày mai Chủ nhật 6 giờ sáng. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu. Và xin ơn trên phù hộ chúng ta.